Đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đã đưa được 23 công nhân ra ngoài an toàn. Nhiều nơi ở Quảng Trị vẫn bị chia cắt, người dân thiếu lương thực thực phẩm. Hiểm họa khôn lường từ việc đánh bắt trong mùa mưa lũ. Ngân hàng Thế giới hỗ trợ 12 tỷ đô la Mỹ để các nước phát triển vaccine COVID-19. Mở đầu sẽ là những thông tin cập nhật về vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3. Trong ngày hôm nay, Ban chỉ đạo sở chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chia thành hai hướng đường thủy và đường bộ tiến vào khu vực sạt lở để đưa những người mắc kẹt và thi thể nạn nhân vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài. Theo đó, hướng đường thủy do lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai, sử dụng xuồng và cano vượt qua lòng hồ thủy điện Hương Điền, vận chuyển hàng hóa tiếp diện cho các công nhân đang tập trung ở thủy điện Rào Trăng 4. Đến chiều ngày 14 tháng 10, lực lượng cứu hộ tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 4, đưa 19 công nhân Rào Trăng 3 đang lánh nạn tại đây cùng một thi thể công nhân ra ngoài theo đường thủy. Những người này được đưa đến bệnh viện Quân y 268 và bệnh viện Đa khoa Phong Điền. Như vậy, tổng cộng đã giải cứu được 24 người. Trước đó, vào 12 giờ 30 phút trưa nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với Sư đoàn Không quân 372 dùng trực thăng thả nhu yếu phẩm xuống khu vực các nhà máy thủy điện. Còn về số phận của 13 người đi cứu hộ, lực lượng công binh đã mở đường vào đến tận trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, nơi 13 người trong đoàn đi cứu hộ cứu nạn khi dừng chân nghỉ tại đây đã bị núi sạt lở vùi lấp. Hiện tại, trạm đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn, không còn dấu vết. Được biết, trong số 13 người mất tích có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, một đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4, 10 cán bộ chiến sĩ và một phóng viên. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được thực hiện khẩn trương. Đến chiều tối nay, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường nơi trạm kiểm lâm 67 bị đất đá vùi lấp. Hiện vẫn chưa có thông tin về 13 người mất tích. Chiều nay, khi đi vào vùng biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, đã có mưa lớn diện rộng ở các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An và toàn vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Mưa còn kéo dài đến ngày 16 tháng 10 với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150-250mm, có nơi trên 300mm. Hà Tĩnh và các nơi khác ở Bắc Bộ phổ biến khoảng 50-100mm. Ngoài ra, ở phía đông Philippines cũng đồng thời xuất hiện một áp thấp nhiệt đới tiếp theo với sức gió mạnh cấp 6 và cấp 8. Đến 13 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới này sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến này. Bão số 7 gây mưa lớn làm sạt lở bờ sông Bưởi, đoạn qua thôn Định Hưng, xã Thạch Định, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Chính quyền địa phương đã huy động mọi lực lượng để khắc phục điểm sạt lở và đảm an toàn cho người dân. Trong sáng hôm nay, hơn 100 cán bộ chiến sĩ bộ đội dân quân tự vệ đã vận chuyển khoảng 10.000 bao cát, 200 khối cát sỏi, hơn 1.000 cọc tre Philip để gia cố bờ kè tạm. Cơ quan quân sự cùng với các lực lượng đã tiến hành đóng cọc tre, tạo mái kè, dùng bao cát và lưới B40 để chăng, ngăn và bao cát xếp để đè tạo thành mái tre để chống sạt lở cho khu vực tuyến đê của sông Bưởi. Tính đến nay, các điểm sạt lở bờ sông Bưởi có chiều dài hơn 50m, sâu 20m, trực tiếp đe dọa đến tính mạng nhà cửa của nhiều hộ dân. Huyện Thạch Thành sẽ tiếp tục cử lực lượng xung kích tuần tra canh gác, hộ đê trực 24/24 giờ, cảnh báo người dân hạn chế đi lại tại khu vực sạt lở. Mưa lũ kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng suốt nhiều ngày qua đã khiến cho cuộc sống của người dân các tỉnh miền Trung chồng chất khó khăn. Nhiều địa phương bị chia cắt cô lập, người dân nơi đây đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực thực phẩm, ghi nhận tại Quảng Trị. Ở xã Hải Định, huyện Hải Lăng, hàng ngàn ngôi nhà cùng tài sản và nhiều diện tích hoa màu vẫn chìm sâu trong dòng nước lũ. Phương tiện duy nhất để di chuyển chủ yếu là xuồng cỡ nhỏ. Khó khăn nhất là người dân đang bị thiếu đồ ăn nước uống. Lụt ngập lụt nhà, bộ ăn bùng lên, không có gì ăn hết đấy. Lụt đợt này tối hết, không có thuyền ghé để mà chuyển đi. Ngôi nhà tránh lũ này là nơi trú ngụ của khoảng 50 người ở thôn Trung Đơn. Để giúp đỡ người dân dùng lũ vượt qua khó khăn, chính quyền địa phương và các mạnh thường quân đã vận chuyển nhiều hàng hóa tiếp tế cho bà con. Thì đưa tàu thuyền đến, đưa lực lượng vũ trang, công an quân sự cũng như các cái dân quân và những cái người có sức khỏe
để đưa người già trẻ em lên trước, không để đói rét và mắc bệnh trong cái thời gian di dời. Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Trị có gần 41.000 hộ với gần 125.500 nhân khẩu bị ảnh hưởng do ngập lụt. Trong quá trình neo đậu tránh trú bão, hai tàu hàng đã bị trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển khu kinh tế Dung Quốc, tỉnh Quảng Ngãi. Tàu Việt Thuận 09 có 11 thuyền viên hành trình từ tỉnh Trà Vinh đi Quảng Ninh. Chiều qua bị bão số 6 đánh bức neo, trôi dạt vào bờ biển Khe Hai. Một tàu khác là VTB 168 có 12 thuyền viên đi từ An Giang đến cảng Dung Quốc nhận hàng cũng bị sóng đánh trôi dạt và mắc cạn. Hiện tất cả thuyền viên trên hai tàu vẫn an toàn. Tuy nhiên, lo ngại nhất là nguy cơ tràn dầu từ tàu mắc cạn ra vùng bờ biển gây ô nhiễm môi trường. Hiện cơ quan chức năng đang tìm phương án cứu hộ. Đến 2 giờ 30 phút sáng hôm nay 14 tháng 10, toàn bộ đường sắt Bắc Nam đã thông tuyến trở lại sau khi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam huy động tối đa lực lượng để khắc phục. Trước đó tại khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn gây ngập tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và làm tắc đường nhiều ngày liền. Hiện giờ các tàu đã phục vụ trở lại bình thường, nhưng khi qua khu vực vừa khắc phục xong có thể bị chậm giờ. Ngành đường sắt đề nghị hành khách xem thông tin chi tiết về giờ tàu, tuyến đường để di chuyển thuận tiện và an toàn. Cho đến hiện tại, trên Đà Nẵng có 2 người mất tích mà nguyên nhân đều do việc đi đánh bắt trong mùa nước lũ. Mưa lũ kéo dài tại các tỉnh miền Trung khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Người dân cần hết sức cảnh giác, không chèo thuyền hoặc lội nước đánh bắt thủy hải sản trong thời gian này. Đêm qua, một thanh niên 28 tuổi đã bị nước lũ cuốn khi đi bắt nhông cùng nhóm bạn trên địa bàn xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm. Trước đó một ngày, một người đã bị nước cuốn trôi khi đi đánh cá tại đập Đồng Nghệ, bị trượt chân ngã xuống bãi tràn thoát nước của đập. Mưa lớn liên tục nhiều ngày qua đã khiến hầu hết các xã tại huyện Hòa Vang bị ngập nước. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm đi đánh bắt thủy hải sản. Lực lượng công an đã tăng cường chốt chặn và thường xuyên nhắc nhở người dân. Ngăn chặn và nghiêm cấm không cho người dân đánh bắt cá trong tình trạng lụt lụt đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn. Tranh thủ những cái mùa lụt mùa đó người ta đi bắt cá. Nếu mà kiên quyết mà không ấy được nữa thì sẽ có biện pháp xử lý hành chính, xử lý mạnh. Tình hình mưa lũ hiện vẫn còn phức tạp. Để đảm bảo an toàn, người dân cần tuân thủ các khuyến cáo của chính quyền, không được đi đánh bắt ở những nơi bị ngập sâu, có nước mạnh chảy xiết. Trong bối cảnh thế giới ghi nhận hơn 38 triệu ca mắc, trong đó có hơn 1 triệu ca tử vong vì COVID-19, Ngân hàng Thế giới đã phê chuẩn gói tài chính trị giá 12 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển, mua và phân phối vaccine cũng như xét nghiệm và điều trị. Ngân hàng Thế giới cho biết số tiền 12 tỷ đô la Mỹ này là một phần trong gói ngân sách trị giá 160 tỷ đô la của Ngân hàng Thế giới, được phân bổ cho tới tháng 6 năm sau để giúp các quốc gia đang phát triển chống đại dịch COVID-19. Gói tài chính sẽ giúp 1 tỷ người được chích ngừa vaccine COVID-19 và gửi thông điệp tới ngành nghiên cứu và sản xuất dược phẩm rằng công dân các nước đang phát triển cũng cần được tiếp cận với các loại vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả. Một công ty của Đài Loan, Trung Quốc vừa công bố một bộ xét nghiệm COVID-19 có thể cho kết quả trong vòng 3 phút với độ chính xác cao. Thiết bị xét nghiệm này sử dụng chip điện tử là một thiết bị cảm biến sinh học, được phủ một lớp vật liệu có chức năng thu hút và kết dính acid ribonucleic RNA của virus. Khi chúng kết dính với nhau, dòng điện đi qua con chip sẽ thay đổi, cho phép nhận biết kết quả xét nghiệm là âm tính hay dương tính. Tất cả quy trình xét nghiệm được tự động hóa, tránh trường hợp cho ra kết quả sai. Mẫu xét nghiệm có thể là dịch mũi họng, máu hay nước bọt. Điều này có nghĩa là một người có thể tự lấy mẫu xét nghiệm. Mục tiêu của họ là có thể xét nghiệm cho các hành khách quốc tế tại các sân bay, trạm xe lửa một cách nhanh chóng. Mức giá dự kiến cho một xét nghiệm như thế này là 100 đô la Mỹ. Trong mùa COVID-19 ảm đạm hiện nay, người dân tại xứ sở chuột túi Australia, mọi người được tiếp thêm sức sống khi ghé thăm lễ hội Hoa Tulip Floriade, một lễ hội thường niên tổ chức tại thủ đô Canberra. Tại khu vườn Cockington Green Gardens, hoa tulip đang đua nhau khoe sắc trong nắng xuân, mang đến cho khách tham quan trải nghiệm thú vị. Do các hạn chế của COVID-19, lễ hội Hoa Tulip Floriade không chỉ được tổ chức ở khu vườn Cockington Green, mà hoa được trồng ở khắp nơi trong thành phố. Ngắm những bông hoa này, ai cũng sẽ mỉm cười và căng thẳng vì dịch bệnh cũng được vơi bớt. Đầu đầu bạn đến cũng đều tràn ngập hoa. Dịch bệnh khiến chúng ta không thể đổ về cùng một địa điểm, và vì thế, họ đã mang hoa đến mọi nơi. Khu vườn đã được mở cửa lại với các biện pháp giãn cách xã hội.
Một bộ xương hóa thạch quý hiếm của loài khủng long Allosaurus, tổ tiên của khủng long bạo chúa T-Rex đã được đấu giá tại Paris, Pháp. Nhà đấu giá Ruot cho biết hóa thạch được mua với giá lên đến 4 triệu đô la Mỹ. Bộ xương khủng long 150 triệu năm tuổi từ kỷ Thượng Jura đã được tìm thấy trong một trang trại của Mỹ ở Wyoming vào năm 2016. Nó còn khá nguyên dạng vì hơn 70% bộ xương được trưng bày trong cuộc đấu giá đều được làm từ xương, hộp sọ, răng và móng vuốt đã hóa thạch thật của nó. Chúng tôi đã rất may mắn khi 70% bộ xương còn nguyên dạng do thông thường, người ta chỉ tìm thấy được một vài bộ phận của con vật. Con khủng long Allosaurus được tái dựng này dài 10 mét và cao 3 mét rưỡi. Nó là một trong những bộ xương khủng long lớn nhất được biết cho đến nay. Bộ xương hóa thạch ước tính trị giá ban đầu từ 1,1 đến 1,7 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo trong mảng an ninh trật tự, công an điều tra truy xét một vụ cướp giật ở tiệm vàng ở Bình Chánh. Hoãn phiên phúc thẩm xét xử vụ án gian lận điểm thi ở Sơn La do vắng luật sư. Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra truy xét một vụ cướp giật xảy ra tại một tiệm vàng trên đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A vào sáng nay. Vụ việc được camera an ninh ghi lại. Theo thông tin ban đầu, lúc 11 giờ, nhân viên tại tiệm vàng NH trên đường Vĩnh Lộc tiếp một thanh niên chạy xe máy hiệu Nuvo đến mua vàng. Khi nhân viên này vừa đưa hai nhẫn vàng thì đối tượng đeo vào tay rồi bỏ chạy ra xe máy tẩu thoát. Hai chiếc nhẫn vàng 24K có trọng lượng 2,5 lượng trị giá hơn 100 triệu đồng. Theo chủ tiệm vàng, trước đó sáng cùng ngày, đối tượng này đã đến tiệm hỏi xem nhiều nhẫn vàng. Sau đó, với lý do không đủ tiền, đối tượng hẹn trưa để lấy hai chiếc nhẫn này. Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera điều tra vụ việc. Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hoãn phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 5 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 xảy ra ở Sơn La, lý do là vắng luật sư bào chữa cho một bị cáo. Tại phiên tòa, trong phần thủ tục, bị cáo Nguyễn Minh Khoa, nguyên phó trưởng phòng Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Sơn La, nộp đơn từ chối 4 trong 6 luật sư của mình, trong đó có một người do tòa chỉ định. Hai luật sư bào chữa cho bị cáo Khoa và luật sư của các bị cáo khác đã có đơn xin hoãn phiên tòa do phải tham gia phiên tòa khác. Bị cáo Khoa cũng xin hoãn phiên tòa do các luật sư vắng mặt. Sau phần nghị án, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo. Trong phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, nguyên chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La xin rút kháng cáo và được hội đồng xét xử chấp nhận. Chiều hôm qua tại khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết và 15 người bị thương. Khoảng 18 giờ ngày 13 tháng 10 tại đường nội thị khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, xe tải mang biển kiểm soát 14C022771 đã va chạm với xe chở công nhân của công ty may mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam. Sau đó, xe chở công nhân bị lật ngang, đè vào một xe máy bên cạnh. Tai nạn là một người tử vong tại chỗ, 15 người bị thương đã được đưa vào trung tâm y tế huyện theo dõi, kiểm tra sức khỏe. Trong đó, 13 trường hợp chỉ bị xây xát nhẹ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Tối qua, 3 người phải nhập viện cấp cứu sau khi 2 chiếc xe máy va chạm nhau trên quốc lộ 1, địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An. Vào khoảng 20 giờ, xe máy mang bảng số 66L21285 do một người đàn ông điều khiển chở theo một phụ nữ lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi đến phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, người này cho xe rẽ trái để qua đường tại điểm mở giải phân cách. Cùng lúc này, em Nguyễn Hoàng P, 16 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang chạy xe máy cùng chiều từ phía sau đi tới. Để tránh va chạm, em P thắng gấp xe, nhưng do mặt đường trơn vì nước mưa, xe máy của P trượt dài rồi tông vào chiếc xe máy đang qua đường. Cú va chạm làm 3 người ngã xuống đường bị chấn thương và được đưa đi cấp cứu. Lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang vừa bắt giữ 2 vụ tập kết vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, thu giữ 9.000 bao thuốc lá. Khoảng 1 giờ sáng hôm nay, khi tuần tra trên tuyến kênh Vĩnh Tế, huyện Tịnh Biên, lực lượng liên ngành phát hiện một đối tượng điều khiển xuồng máy chạy với tốc độ cao. Khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng nhanh chóng cập xuồng vào bờ và tẩu thoát. Trên xuồng có 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trị giá khoảng 42 triệu đồng. Sau đó đến 2 giờ sáng hôm nay, tổ công tác kiểm tra tại khu đất vườn ở huyện Châu Phú phát hiện gần 6.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu đựng trong nhiều bọc đen. Số thuốc này trị giá khoảng 92 triệu đồng. Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hai vụ việc trên.
Thông tin mới về đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỷ đồng vừa bị công an thành phố Đà Nẵng triệt phá. Hôm nay hai đối tượng là mắt xích quan trọng của vụ án đã bị bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh khi đang trên đường chạy trốn. Cả hai đối tượng đã được di lý về Đà Nẵng phục vụ điều tra. Hai đối tượng này là Lê Hà Việt Hưng 35 tuổi và Bùi Văn Nhẫn 27 tuổi cùng trú quận Thanh Khê. Hưng có nhiệm vụ điều hành quản lý, xử lý vấn đề kỹ thuật và cắt chuyển các tài khoản Supermaster thành nhiều tài khoản Master để chuyển cho các đại lý phân phối cho các con bạc. Bùi Văn Nhẫn phụ trách việc thu chung tiền thắng thua và đòi nợ. Kẻ cầm đầu đường dây là Bùi Mạnh Trí 35 tuổi đã bỏ trốn. Cơ quan công an đang tiến hành truy bắt và kêu gọi Trí đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng khác có liên quan. Thông tin vụ chìm tàu trên sông Trường Giang thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Sau 4 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, đến 14 giờ chiều nay, thi thể cả hai cha con đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 10 tháng 10, tàu đánh bắt cá của hai cha con nạn nhân neo trên sông bị chìm. Nhận được tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện triển khai tìm kiếm người bị nạn bất chấp mưa gió nước lũ chảy mạnh. Đến 0 giờ 50 phút ngày 14 tháng 10, thi thể người cha là ông Nguyễn Diệp 47 tuổi chủ tàu và đến 14 giờ cùng ngày, thi thể người con là anh Nguyễn Phúc Đạo 23 tuổi cũng đã được tìm thấy. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây của chúng tôi. Ngày mai vào lúc 6 giờ 30 những thông tin mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong chương trình 60 giây sáng. Quý vị đừng bỏ lỡ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.